Trở lại với cả PC của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt tựa game đó là A of Empire Definitive Edition. Đây là một tựa game có thể nói là trong năm 2018 này được riêng cộng đồng game thủ Việt Nam cực kỳ chờ đón luôn. Bởi vì Việt Nam là một trong những đất nước có cái cộng đồng AOE lớn nhất trên thế giới, đúng không nào? Và để cài đặt tựa game này thì các bạn hãy nhìn xuống phần mô tả bên dưới video, mình có để link download nhá. Nó gồm hai link, một link crack và một link game nha các bạn. Các bạn download về và giải nén cả hai ra. Mình sẽ vào link game trước. Ở đây mình sẽ mở lên và mình sẽ chạy cái file set AOEDE được chưa nào. Mình sẽ open. Rồi, khi cái bảng này hiện ra thì các bạn hãy ấn vào browser ở đây để chọn vị trí mà các bạn muốn lưu tựa game AOE lại. Mình sẽ lưu nó ở ổ D và ở ổ game được chưa nào. Và sẽ được tạo một con đồ. Ok. Sau đó mình sẽ bỏ chọn cái install crack ở đây. Cái crack này nó bị hỏng rồi. Các bạn install vào thì nó chỉ bị khiến cho cái quá trình cài đặt game của bạn bị lỗi thôi, chưa nào. Cho nên các bạn hãy bỏ tích chọn đi nhá. Sau đây các bạn ấn install đây. Cái này là do trùng cái file tên AOE Edit Edition. Nói chung là chỉ mình bị cái này thôi, các bạn không bị được. Ok. Thì quá trình cài đặt nó cũng khá là lâu, bởi vì tựa game này cũng nặng khoảng tầm 17GB thế nào. Đây 17.1GB. Việt Nam và Trung Quốc là hai đất nước có cái lượng người chơi AOE, có cái cộng đồng AOE lớn nhất thế giới. Và Việt Nam và Trung Quốc thì cũng trong các năm vừa qua cũng liên tục tổ chức các cái buổi giao lưu giữa các game thủ pro của hai đất nước, đúng không nào? Và thời điểm hiện tại thì Việt Nam chúng ta đang chiếm ưu thế trước các đối thủ đến từ Trung Quốc, và đầu tàu không ai khác chính là chim sẻ đi nắng, đúng không nào? Và với cái bản remaster này, với cái bản remaster của A of Empire hay gọi là đế chế ấy, thì chắc chắn là cái tựa game này sẽ còn có thể nó là phát triển hơn nữa tại cái thị trường Việt Nam cũng như Trung Quốc cũng như trên thế giới, đúng không nào? Và trong tương lai thì có lẽ chúng ta sẽ chứng kiến được những cái giải đấu còn lớn hơn nữa so với cả những cái giải đấu nội bộ trước đây chỉ diễn ra giữa hai đất nước. Và đó chỉ là một chút qua về cái truyền thống AOE của hai đất nước Việt Nam Trung Quốc mà thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ tua qua một chút đi nhá. Rồi, sau khi đã cài xong thì chúng ta ấn OK đây nhá. Như vậy nó hoàn thành quá trình cài đặt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại file game nơi có chứa file correct thế nào. Đấy, chúng ta sẽ copy tất cả những cái này nè. Rồi quay lại nơi mà chúng ta đã cài đặt cái tựa game AOE. Sau đó chúng ta dán nó ra thôi. Replay the file nhá các bạn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm tới cái vị trí đó là Start Menu của chúng ta. À, một cái lưu ý nữa đó là tựa game A of Empire Definitive Edition đấy. Nó yêu cầu các bạn buộc phải có Win 10. Và Win 10 phải từ phiên bản 1600 bao nhiêu ấy. Thì thời điểm hiện tại thì Win 10 đã lên tới phiên bản 1700 bao nhiêu rồi. Thì các bạn hãy update Win 10 các bạn lên phiên bản mới nhất để có thể chơi được tựa game này nhá. Không thì không thể nào chơi được đâu, được chưa nào? Những ai mà phiên bản dưới 1603 hay 1604 gì đấy thì các bạn không thể nào chơi được tựa game này, được chưa nào? Các bạn bắt buộc phải có Win 10 và Win 10 phải có phiên bản từ 1600 bao nhiêu trở lên đấy. Tốt nhất là các bạn cứ chọn phiên bản 1700 trở lên là ok. Nhớ nhá, ở Win 7, Win 8 là hoàn toàn không có cơ hội với cả tựa game này đâu. Bây giờ chúng ta có thể vào game và chơi được rồi. Nhưng mà chúng ta không thể nào vào game bằng cái phone đồ bình thường trong cái
trong cái ổ game này được, thế nào? Bởi vì game này là game của Microsoft phát triển, cho nên chúng ta phải nó là game của Windows Store. Vậy chúng ta sẽ vào game từ dưới đây. Các bạn hãy mở Start Menu nhé. Đây không phải. Rồi, các bạn hãy nhớ với những bạn nào mà đã đáp ứng đủ yêu cầu ấy, thì các bạn hãy mở cái phần Start Menu lên. Ở đây, các bạn hãy ấn Windows S để tìm kiếm ấy. Các bạn gõ A. Đây, các bạn gõ A off là lập tức nó hiện ra cái icon A of Empire Definitive Edition, đúng không nào? Chúng ta sẽ click vào đó để mở game lên nhá. Đây. Sao rồi? Được rồi, game đã chạy các bạn ạ. Các bạn đợi đi nhá, để mình sẽ theo dõi hiệu suất của nó. What? Sẽ có vấn đề gì không? Gì đấy? À, nó sẽ xếp cái data của chúng ta lại, thì các bạn có thể chọn nó bất cứ động được. Mình sẽ xếp nó ở My Game. Ok. Bây giờ thì mình sẽ vào phần option trước nha các bạn. Setting. Speed. Fast. Slow. Zoom. Display mode. Ability. Music. Sound. Okay. Đây là các nút sử dụng trong tựa game này các bạn. Chúng ta có thể sử dụng những cái nút này để có thể xây nhà nhanh, rồi điều khiển quân nhanh, rồi các thứ. Đây là một tựa game điều khiển quân, thể loại RTS. Học thuộc nhá. Game Uầy. Xin lỗi các bạn. Full screen ở đâu nhỉ? À đây, full screen thôi. Ok. À, Keyline 4 à. Có lấy 4 à? Đéo khác. Very fast. Tốc độ game. Thật thường. In game, we scan. Scroll speed. Ok. Chơi cái chiến thử này bán các bạn nhỉ? Single player nào. Custom campaign, mình sẽ bảo thử custom campaign. Mình sẽ chọn cái map nào đó mà 8 người. Full limit. Tối đa 250 dân. Standing A, mình sẽ chỉnh Neon A. Thế là đời à? Stone, Tomb, Roller. Boss Eon, Victory, Tip, Standard thôi. Difficult level, mình sẽ để đó là Hard, Speed thì để là Fast, Game Mode, Definitive, Classic Mode. Đó, có hai chế độ cơ. Chế độ Definitive Edition là chắc chắn là chế độ mới. Còn chế độ Classic Mode là chế độ cũ. Mình sẽ chọn map to, Random Map. Map or map acid. Acid là nghe quen này. Acid thì như là cái quê hương của Bayek trong tựa game Assassin's Creed. Rồi mình chọn acid đi. On visibility real raven map. Thế như cái này, nếu mà có cái này thì chúng ta sẽ không có cái sương mù thì phải. Để thử. Team together. Ở đây mình sẽ chọn quân. Có rất nhiều quân chúng ta lựa chọn. Mình sẽ chọn quân Yamate, Choson, Sang. Xem nào. Chọn Ai Cập, Babylon. Chọn cái nào đây nhỉ? Thời gian đôi mình nhá. Nhưng mà mình sẽ chọn quân. Cho cùng team với nhau à, để chơi cho nó đỡ bị nó phang chết các bạn. Chứ mình không giỏi cái game này lắm. Chứ mà mình vào đây cân 7 đứa thì nó phang vỡ mồm đúng rồi.
Bây giờ mình sẽ tắt game nhé các bạn. Đúng rồi, nếu mình tắt cái kia đi thì nó sẽ không có sương mù các bạn ạ. Đây là quân chúng ta ở đây rồi các bạn ạ. Chúng ta một phát lên lên đời 4 rồi đó. Really? Thôi mình chỉnh cho các bạn ơi. Mình sẽ quit game. Mình sẽ chỉnh lại nhé các bạn. Ở đây là default rồi. Đây, cái phần này mình sẽ để normal. Được, thế thôi. Chỉ chỉnh lại như vậy thôi. Đây, các bạn thấy không? Dân chúng ta này. Đây, xây nhà nhà dân trước nhá. Đi mở rộng bản đồ nào. Đây, nhà lính các bạn ạ. Đây, nhà lương thực rồi. Đây. Rất nhanh nhau, nhà lương thực đây, sau đó thì thu hoạch mấy quả này. À, có đàn hươu đấy này. Mình sẽ đi lùa hươu. Xây lên dân nào. Trước đây thì hồi lớp, mình nhớ là hồi cấp 3 mình từng chơi cái game AoE rồi thì phải. Chơi tần chỉnh mã ra, chứ cũng không phải chơi pro gì. Đi bên nào, đi bên nào. Các anh nào, các anh nào. Dân, thu hoạch. Mình sẽ lùa bầy hưu rồi. Hai thằng này không được. Mình phải lùa bầy hưu về. Về gần nhà mình sẽ làm thịt giống nhau này. Âm nhạc thì nó khá là quen thuộc. Với những bạn nào từng chơi AoE thì chắc chắn là các bạn tới biết tới cái âm nhạc này. Khá là hay. Nhưng mà cá nhân mình đánh giá thì ở cái bản cũ âm nhạc hay hơn. Xây thêm dân. Cái này nhà cảng. Còn cái này nhà chặt gỗ, à không phải. Nhà này, nhà này mới là nhà chặt gỗ rồi. Chờ, có bụi rừng ở đây. Đây không phải, đây. Vừa bầy hươu lại nào. Đi về, đi về, đi về, đi về. Đúng rồi, vào gần bạn. Hay lắm. Hay lắm. À, hươu chắc phải săn từng con mà các bạn ạ. Ê, con hươu chạy mất rồi. Hãy chặt gỗ lại. Xây lấy cái nhà này đó. Đồ họa thì nhìn có vẻ hiện đại rất là nhiều. Nhưng mà mình cá nhân mình đánh giá mình thực sự không thích cái. Có lẽ là mình đã quen với cả cái đồ họa cũ rồi. Cho nên là mình không đánh giá ca không thích lắm cái đồ họa này. Thật sự như vậy. Ây ây, đừng 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 phi vội, đừng phi vội. Nó về đó, lúa nó về đó. Ui, nó chạy. Rồi, trong lúc chờ đợi thì qua đây thu hoạch đi. Có một dân chờ, thu hoạch luôn. Xây đi một đây. Không phải, không phải, không phải. No, 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 no. Lính này thì si đao á. Đi về, đi về, đi về, đi về, đi về. Đi về, đi về, đúng rồi, đi về, đi về, đi về. Ấy, đừng, đừng. Đừng, 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 đừng. Quái còn lừa hươu. Như nào? Đúng rồi, hay lắm. Ơ, dạ, dạ. Thôi, đích lừa hươu đó, chán rồi. Đi đâu nhỉ? Lên đời được chưa? Lên đời 2 nào. Đủ thịt rồi. chả có player pro nào từng xách cả đống dân đi mở rộng bản đồ như mình cả. Được rồi, ok hết à. Thấy chưa? Đi chặt gỗ.
Lên đời nào, lên đời nào. Gần xong đời đấy các bạn ơi. Mình không xây được quân, à không, cho một dân đi mở rộng bản đồ. Đây là đồng minh của mình nữa các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy bản đồ. Đây là 4 người đồng minh, sao mình không nhìn thấy họ được nhỉ? Là gì đây? Ui, một con sư tử. Mấy con sư tử rồi, phơ nó anh em. Đây nè, phơ nó. Mày hả người? Đe dọa được quốc gia của anh à? Dàn xếp đội hình nữa. Mình nghe nói là cái cơ chế di chuyển quân của cái ALM Ride nó có vấn đề. Khi mà cái AI của nó không được thông minh như lắm. Mày hả người? Phát chết luôn các bạn ạ. Vì khi mà chúng ta di chuyển cục bộ như này, nó sẽ bị mắc kẹt lại, thậm chí là không thể nào mà di chuyển được nữa luôn. Lên đời 2. Request to tone A. Chúng ta thiếu gì nhỉ? 800 thịt. Chúng ta thiếu 200 thịt nữa để lên đời 2. Mình sẽ xây thêm cái gì đó đây nhỉ? Nâng cấp lính nha các bạn. Request small one. What chào. Nhà cung tên này, nhà lính cưỡi ngựa này, đây là cái chợ này, thôi mình cứ xây hết. Ui trời ơi, gõ trông chối không rồi. Được rồi, nãy còn một lính nhá, một quân của mình thôi nhỉ. Chặt đi thôi kìa, lười à. À, ở đây có một khu rừng nữa này. Mình cần tìm ít lương thực để lên đời 3. Gì đấy? À, xây trong nhà chợ. Ở đây thì tăng tốc độ chặt cây lên nào. Đây, nâng cấp đấy các bạn. Xem nào. Mình sẽ đi xuống góc này xem có cái gì không. Mình nhớ phải có bãi vàng, bãi đá nữa cả. Hy vọng sẽ kiếm được thêm vài cái bụi cây nữa. Thu hoạch lương thực. Còn rừng thôi, bây giờ gặp ba cánh rừng rồi. À, xây ruộng rồi này. Thế thì không cần phải ấy nữa. Không cần phải kiếm những bụi cây nào nữa. Xây ruộng à. Xây thêm cái ruộng nữa. Xây dựng nào. Nông dân chăm chỉ. Có làm được vất vả nha. Được rồi, thanh niên này tiếp tục đi mở rộng bản đồ. À, có một bãi đá này. Thu hoạch đá nhỉ. Xây cái này ra thu hoạch được rồi. Đây, chuột này chứ quên. Đây, mấy thanh niên này chặt xong rồi thì qua bên này đi. Đi đập đá. Đập đá nào. Một nửa thôi. Còn một nửa thì sẽ đi chặt cây. Chàng này sẽ ở đây. Xây thêm một cái ruộng nữa nào. Đấy, thường 50 thịt một lần. Thơm phức. Lên đời nào, sẽ lên được. Sẽ nâng cấp cái gì đây? Đây là nâng cấp cho quân lính nhỉ? Này nâng cấp. À, ở chợ đúng rồi. Tăng tốc độ đúng rồi. Tăng cái tốc độ chân thả của ruộng. Đập đá. Tụi nó đánh nhau chưa nhỉ? Mình cũng chưa xây được quân nữa, sao từ nãy đến giờ. À, đây ngựa giò, mình xây một ngựa giò. Đi giò map cho nó lẹ. Cái gì muốn nâng cấp nhưng mà sợ thiếu thịt. Thôi đừng nâng lên luôn đi. Tiếp gì. Đừng luôn, đừng hết luôn. Giờ đợi khoảng 8. Ôi, lại còn có mỗi 200 thịt thôi kìa. Thôi thì mình sẽ xây thêm vài cái ruộng. Không chặt gỗ đâu, đi nào, xây ruộng. Chúng ta sẽ trở thành những nông dân chăm chỉ. Đây một cái. Và đây một cái. Đấy nha, 4 người 4 cái á.
sẽ xây à đúng rồi, lính của mình đâu rồi? Ở chân một đi nào, đi dò map nào. Bọn nó lên đời mấy, mình vẫn ở cuối cùng rồi, các bạn thấy không? Trước mình chơi trò này khét lắm, nhưng mà mình bỏ nó nhiều năm, rất nhiều năm rồi. À, voi này. Con voi được nhiều thịt thế này. Thanh niên được cưỡi ngựa trông như giật dẹo rồi. Sát bên này. Voi nữa kìa. Voi nữa này, nhiều voi vậy. Có cả rừng ở đây nữa. Lẽ mình sẽ lùa con voi xuống đây và kiếm đi thịt. Mà chắc không cần đâu nhỉ. Tại vì thời điểm hiện tại thì mình có mấy cái ruộng rồi mà. Sẽ nâng cấp hết đây. Cái gì mình nâng cấp. 400 thịt nữa là lên được đời đời 3 rồi. Bọn kia chắc là đánh nhau y xèo rồi, mình vẫn còn đang ở đây, mở rộng bản đồ. Quá trưởng thật. Cái gì đấy? À. Ờ, có ấn Z đúng không nhỉ? Không Z nữa các bạn ạ. À. Trước đây ở cái bản bản cũ ấy, thì mình ấn Z là nó sẽ tự động cắm cờ cho nó di chuyển theo từng vị trí nhất định. Giờ thì mình không biết làm nào để cho nó di chuyển nhiều chỗ nữa cả. À, à đồng minh nha các bạn. Đồng minh chúng ta này. Họ đang chặt gỗ ì ạch. Ơ, à, mình lên vị trí thứ 5 rồi này. Mặc dù mình đời 2. À, ha, ha. Mình nâng cấp rất là nhiều. Xây thêm ruộng không nhỉ? Kiếm thêm vài con ruộng. Rồi. Đi, không đập đá nữa, xây thêm ruộng. Mình sẽ xây cái nhà nào để lấy ruộng nhỉ? À đây nhà này. Nhà này chúng ta sẽ có xây ruộng xung quanh được. Nó thu hoạch được những giống nhà này, được giống nhà chính ấy. Xây thêm dân nào. Ê không phải, không phải. Thanh niên lại xây thêm ít nhà dân nữa. Rồi, có đi. Ý, xây thêm dân nào. Rồi, thanh niên này tiếp tục đi mở rộng bản đồ. Đồng minh sang xem đồng minh có vẻ làm ăn khá giả. Không khá không? Ở mình lại tụt xuống bét rồi. Có lên đời 3 hết rồi các bạn ơi. Mình vẫn đang đời 2. Ui, nó xây quân rồi này. Ê à, làm ăn không khá phết nhỉ. Có đống ruộng này. Sang thăm đồng đội màu đỏ xem sao. Có đây xây thêm 2 cái ruộng nữa. Đấy, không phải. Mình sẽ chăm chỉ làm kinh tế thôi. Chứ không ham mê chiến tranh cho lắm. Xây dựng cho quốc gia là chủ phú. Rồi. Ây à, anh chàng áo đỏ bên này. Úi da. À cái. Trông có vẻ rất là phát triển. Nhà dân quá trời luôn này. Thanh niên sẽ có quân đội rồi. Xây nhiều nhà dân như thế này. Rồi. Đây không. Thêm 2 cái ruộng nữa. Kiếm cái khu rừng của nó để chặt cây tiếp nhỉ. Chúng ta đi chặt đi. Anh em này tiếp tục xây dựng dân nữa. Tiếp tục nào. Mình xây thật nhiều ruộng. Sau đó mình sẽ chuyển tiền cho đồng đội. Để đồng đội có thể có điều kiện kinh phí mà xây dựng quân đội. Chúng mình xây dựng quân đội khá là tang.
lên thăm người bạn màu nâu nào. Ơ cái gì đấy? Toang rồi à? Sao dân chết la liệt này? Ơ, tan ruộng rồi. The fuck? Ruộng được một lúc rồi à? Các bạn có thể sử dụng phím tắt để ấy nhá. Đây là phím F này. Ví dụ các bạn ấn vào dân đúng không? Các bạn ấn F. À không phải, BF thì phải. Hay cái gì F ấy? F đúng rồi, ấn F là được rồi. À, cái ruộng này đi qua được này. Đúng rồi, ở cái bản cũ thì cái ruộng không đi qua được các bạn ạ. Nên xây ruộng là chặn được lính của nó lại. Rất là hay. Xây dựng luôn một cái đây. Dẫm lên ruộng nhau có vấn đề gì đâu. Được rồi, nâng cấp nào. Lên đợi ba. Ô. Sao dân của này nó bị tấn công rồi. Không xong rồi. Anh chàng màu nâu của chúng ta đã bị tấn công bởi quân đội màu xanh lá cây và các thứ. Mình phải về củng cố lực lượng ngay. Không phải tình trạng này diễn ra mãi được. Không chặt cây á. Bắt đầu xây dựng quân đội nè. Bắt đầu nâng cấp. Mình sẽ xây theo quân cung nhỉ? Hay là quân chém ra? Mình xây quân chém ấy. Chết rồi, hết gỗ. Gây go to rồi. Nâng nời xong chưa? Chết nâng nời xong à? Xây thẳng một cái đây gần. Thiếu gỗ luôn á. Trời ơi, 120 gỗ. Này, mở rộng lên trên nào. Mình thiếu gỗ trầm trọng mà các bạn ơi. Anh em này chặt gỗ đi. Không ấy nữa. Ui, mỏ vàng, mỏ đá này. Nhưng mà cái mình cần bây giờ là gỗ cơ. Mình sẽ chơi chủ yếu là lính chém. Được rồi, bây giờ sẽ là xây một cái nhà thu hoạch ở đây. Mình sẽ thu hoạch đống gỗ này. Đám trên này nữa, đúng vậy. Ê, tan ruộng rồi, what the fuck. F. Không bù gỗ, trời ơi, thôi. Không đi làm ruộng nữa, chặt cây. Cây luôn. Anh chàng này ở đây làm gì vậy? Rảnh à, chặt cây luôn. Mình thiếu gỗ trầm trọng rồi. Xem nào, quân đội này thì cần gỗ, à đâu cần thịt và vàng để mua. Mình làm gì có vàng? Không sao, bỏ vàng ở ngay đây rồi. Thịt mình rất là nhiều rồi, cho nên có lẽ mình sẽ hủy hai cái ruộng đi. Anh bạn ra đây, đào vàng à? Không đủ gỗ để mà xây luôn, fuck. Có thế nào, một nhà thôi. 10 gỗ nữa. Đợi. Rồi, thịt nhiều rồi. Đi chặt gỗ đi. À, hai bạn này sẽ đi đào vàng. Còn một dân dư à? Làm gì đây nhỉ? Nhà gì đấy? Sai workshop. Mình sẽ đi chặt gỗ tiếp. Đây sẽ là đội quân đi khai thác tài nguyên. Đây không phải đá, cần vàng thôi. Nâng cấp hết cái này đây, để xây đình chém. Tắc đạ. Không đủ vàng thôi. Cố lên nào. Quân đội đất nước này trông chờ vào các anh. Đã đào vàng luôn. Vãi trưởng thật. Dượng quá trời. Mình có khá là nhiều nhà này, vì vậy mình sẽ nâng cấp, chia ra nâng cấp hết luôn.
vàng. À có quân rồi này. Yolo, Yolo, đi nào. Thử vắt. Mày hả bởi, một chép. Xe, quân anh là vô địch. Đi nào. Đúng rồi, thằng nào này bắt nạt quân màu nâu nhanh. Thằng nào. Chém bỏ mu nó. Lên bảo vệ bạn nào. À đây rồi. Ship 2. Ê. Ui, đây nào. Ta sẽ bảo vệ đồng minh. Đấy. À mạnh. À không, đây là dân của đồng đội các bạn ạ. Lên nào, lên nào, lên nào. Cái gì ấy? Nào mày anh ấy. À, láo nhở, mày láo nhở, mày láo nhở. Xê. Phơ nó anh em ơi. Mày hả mới. Xê, mày hả mới. Láo. Dân mà dám rút cung bắn bắn linh. À, mày hả mới. Sang chỗ dân anh à? Sang chỗ đồng đội anh, đúng à? Ui, ui, thắp canh nó bắn, thắp canh nó bắn. Cái gì ấy? Ui, chết rồi. Thôi, 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 thôi. Về xây dựng lại quân đội đã. Lên chơi nó. Đưa hết quân lên, chơi nó. Ở đây thì đi đào vàng luôn nhỉ? Vào đi đào vàng luôn đi. Có vàng mà xây quân nữa. Xây cung tên nào. Mình sẽ nâng cấp hết lên. Lính lạc đà 70. Ơ, thanh niên này. Sự quốc. Thanh niên lạc đà này nó rẻ hơn các bạn ạ. Lên đời 4 nào. Thiếu vàng rồi. Nâng cấp chặt củi, chợ búa, chỉ nâng cấp cung tên. Lính gì ấy? Ê, quân đội của tôi. Xê, để tôm. À, dân à, dân này thì dân, dân này thì dân này, dân, dân à. Mẹo ấy. Ui, nó đồng quá, nó đồng quá, nó đồng quá. Ui, nó có máy bắn đá nữa. Chết rồi, chạy. Run, motherfucker, run. Ui, nó bắn mạnh lắm các bạn ơi. Tất cả quân đội còn lại của mình nhá, really. Nãy mình có mấy đứa cơ mà. Đói hết rồi, đói hết rồi. Đứa hết quân rồi. Mày chung, rồi. Đến lên, chơi nó anh em. Mày, 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 ui, 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 dồi ôi. Có giải, có giải. Thôi, lên đốt, 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 đốt đám quân đi. Mình sẽ xây quân khác. Quân này có vẻ yếu quá. Chơi lính đến gần nhỉ. Lính không cưỡi ngựa. Hay lính bắn cung ta. Chắc hết đống củi ở đây được à. Kinh vậy. Xuống đây xây khác. Ta đánh mình ở đâu ấy. À đây à. Mày đánh ai? Mày đánh ai? Cho mày sợ mày lắm à? Ôi sao nó cứ vừa bắn vừa chạy nhỉ? What the fuck? Mình có xây được quân quân cưỡi ngựa giống nó không nhỉ? Quân bắn cung cưỡi ngựa ấy. Yeah. Bronze building. À, mình phải xây một cái nhà nữa, mình có thể. Các thanh niên nó vẫn chật chật củi xa vậy. What the fuck? Đây đây chặt gần. Ron A building. Templar. Ron A building. What the fuck là cái gì vậy? Cái nhà này à? Nó cứ xây luôn đi. À cái nhà này là nhà xe bắn đá.
lính, xây lính nhỉ? Còn dân dưa. Đủ gỗ luôn, trời đất ơi. Hết gỗ rồi. Thiếu gỗ to rồi. Chắc hết đóng gỗ đây luôn rồi. Ờ, fuck. Rồi, xuống đây khai thác gỗ nữa nào. Đi đập đá. Còn một dân dư nữa. Đây, đi lấy gỗ luôn. Nâng cấp nào, nâng cấp nào? À, có lính rồi này. Sao lính của mình trông quê nhỉ? Trông cùi cùi thế nào ấy? Mà nó cưỡi ngựa và nó bắn cung cơ mà. Sao mình đi bộ nhỉ? Đam nó có 5 nữa. Ui, còn yếu đam mà cả thanh niên Sida nữa. What the fuck? Quân mình cùi vậy? Ross, Wok, thanh niên là gì đấy? Sẽ nâng cấp hết lên. Nâng cấp cả lên nào. Chả có gì phải tiếc cả. Được rồi, lên đời 4. Hii. 20% máu và tường thành. Và giảm thời gian xây thành. Xây có thể xây được yếu phẩm với cả đồng đội. 15% máu. Kinh vậy. Đợi cố gắng lên đời 4 xem có nâng cấp được cái gì nữa không. Quân mình có mạnh hơn nữa không. Có thể hiện tại mình cùi quá các bạn ạ. Dân dư ở đâu này. Xây nhà chém. Chém nhà đó. Đây là nhà cảng. Đây là tháp canh. Đây là tường thành. À đây, cái nhà này. Ok, hết gỗ. Lên đời đi cho ta. Hai thanh niên này trông cùi quá. Mình sẽ không chơi lính chém ngựa nữa. Cùi quá. Lính bắn cung thì cũng trông còn cùi hơn nữa. Đây, thanh niên này trông có vẻ cung ngầu à. Đam to phết các bạn ạ. Nhà này là nhà gì đó? Nhà B à? Mình sẽ xây quân đánh gần rồi đấy. Lên đời chưa? Để nâng cấp nữa nào. Đi nào, xuống đây còn cái khu rừng nữa. Chúng ta không có gì phải ngán cả. You will loot than for two in here. Thằng nào xây nhà chiến thắng ấy à? What the fuck? Đây, cái nhà chiến thắng này. Chúng ta phải đập từ cái nhà chiến thắng này, không là mình thua ấy. Mà xây quân thế nào đây? À, nâng cấp được rồi. Lên đời rồi các bạn ơi. À đây, có quân cưỡi ngựa này. Đời 4 mới có các bạn ạ. Đã là vậy. Nâng cấp nào, nâng cấp nào, nâng cấp nào. Nâng cấp hết lên nào. Faster. Đam, đây, nâng đam này. Tăng khiên. Voi, mình xây được voi các bạn ơi. Ôi, đấy, con này xây cái gì cần vàng nhá. Mà nãy giờ mình mới thu được một bãi vàng thôi. Mình kiếm thêm bãi vàng đây. Hết vàng rồi. Có dân nghỉ không? Đây, có dân nghỉ à? Mình kiếm một cái bãi vàng nào đó. À đây, bãi vàng này nó thu hết rồi đâu. Đây, bãi đá chứ không phải bãi vàng luôn. À vàng mà. Chia sẻ đi.
Chơi gì kỳ vậy? Trận gỗ đó, đây đập vàng này. Đây, lính của mình trông cool ngầu hẳn này các bạn ơi. Hết thì rồi. Làm việc nhanh nào các bạn ơi. À, lính bắn cung này. Ui, nâng cấp lên 1.700 thịt cơ. 800 vàng, đắt vậy. Ui, lính mình trông cool không? Trông chất đấy. Đi nào. Giờ thì ngán mũ con nào. Lính mình trông mạnh mẽ vãi trưởng các bạn ạ. Mò hào. À, nhà dân rồi, mình thiếu nhà dân rồi. À, một dân nữa. Không xây được lúc rồi. Rồi, hết gỗ rồi. Đi kiếm khu rừng khác à? Đây rồi. Chúng ta sẽ xây... thu hoạch gỗ ở đây. Chặt gỗ đi. Xe này. Đập ra chiến thắng nó đang em. Ôi, nó đang đếm ngược. Sao kìa? Đi nướng quân à? 19 lính. Tập trung lại. Chúng ta đập cái nhà chiến thắng nào đó. Are you ready? Còn đám này thì đi kiếm một bãi vàng nào đó đi. Đây, ra đây gõ vàng này. Tập trung chưa? Đi nào. Xe. Dăm ba cái bọn vàng mã. Ôi, nó úm. Giết nó ngay. Nó úm lính của mình các bạn à. Thu phục lính của mình. Đúng rồi. Đáng chơi lính của anh à. Chạy đi không? Hả? Chạy đi. Một chém. Phơ nó anh em. Sao nào với con AO ở đâu ấy, what the fuck. Ui, ném phát nửa cây máu luôn. Sợ không? Sao con voi trâu vậy? Thằng phù thủy nó ở đâu nhỉ? Phơ nó anh em ạ, đúng rồi, phơ nó anh em ơi. Phơ bỏ vu nó. Sao nó AO ở đâu ấy? What the fuck? Đúng được 2 đứa của mình rồi này. Ui, đánh vu rồi. Yeah. Sao quân đông thế? Quân đông gấp mấy lần mình luôn các bạn ơi. Thôi cố gắng lên cắn cái nhà được bao nhiêu cắn. Ui, quân đông vãi trưởng luôn đấy. Sao lại thắng rồi nhỉ? Lại còn AO ở đâu nữa. Hay lòn thật. Ui gồi, mày trồ đá xe. Xem nào, cái nhà này, ui nhà khỏe lắm. Quân đông kỹ khủng luôn. Sao lại thắng rồi nhỉ? Hay chơi lính ngựa ta? Mà thôi rồi, có lẽ chỉ dừng đến đây thôi. Chứ nếu mình mà chơi nữa chắc đến tối không xong cái game luôn quá. Được rồi, như vậy là mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt tựa game đó là AOM Rise Definitive Edition. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn.